xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 23 tháng 5 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi, may mắn cạnh bên khi có chính ấn nâng đỡ người tuổi này dễ dàng giải quyết được các rắc rối phát sinh bất ngờ. Thậm chí bản mệnh có thể đạt được nhiều bước tiến rực rỡ nếu có thể nắm bắt mọi cơ hội. Tình cảm Vận trình tình cảm vui vẻ, trải qua khá nhiều thăng trầm trong quá trình chung sống, các cặp đôi mới dần tìm được tiếng nói trong điệu. Người độc thân không khó để tìm được người đồng hành khi nhân duyên đã gọi tên. Tài chính Vận trình tài lộc có điểm sáng, khi tụ Tý chứng minh được năng lực của mình, cấp trên sẽ xem xét tới việc tăng lương bổng. Cẩn trọng, sức khỏe xuất hiện vài biểu hiện bất ổn do ảnh hưởng của ngũ hành thủy vượng. Tuổi Giáp Tý dành tình yêu thương cho bản thân nhiều hơn. Tuổi Bính Tý nên tự lực cánh sinh để vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuổi Mậu Tý cẩn thận kẻo mất tiền oan tuổi canh tí ra đường nên coi chừng xe cộ tuổi nhâm tí không để sai sót nhỏ ảnh hưởng tới cả vận trình con số may mắn số 1 số 10 màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi tỵ hai tử vi hàng ngày của tuổi sủ công việc vận trình công việc của người tuổi sủ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ quý nhân soi đường dẫn lối giúp người tuổi sủ định hướng được tương lai của mình con giáp này nên dành thêm thời gian để bồi dưỡng thêm tri thức, kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt cho những kế hoạch sắp tới. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa, chịu tình yêu đòi lửa đón nhận nhiều tình cát lành hơn. Tuổi sổ độc thân có thể tìm được ý trung nhân trong ngày khỉ vượng ngày. Tài chính Vận trình tài lộc tăng tiến, nguồn thu nhập được củng cố ổn định giúp bản mệnh không còn bị áp lực tài chính làm phiền. Cẩn trọng cảm giác buồn chán kéo dài có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Tội ất sủ gặp sóng gió trong chuyện tình cảm. Tội đinh sủ bỏ lỡ khá nhiều cơ hội tiến thân quan trọng. Tội kỵ sủ ngày nay cố gắng đừng gây ra xích mít Tội tân sủ tình cảm lứa đôi trải qua nhiều muộn phiền. Tội quý sủ không tỏ thái độ khinh chê. Để tổn thương phước báo con số may mắn số 3, số 19, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dần, công việc. Vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Bản tính cố chấp và bảo thủ kéo người tuổi dần mãi ở trong khuôn khổ, chặt hẹp. Nếu không sớm thay đổi những điều này, bản mệnh sẽ phải hối hận vì liên tục vứt bỏ nhiều cơ hội tốt tình cảm vận trình tình cảm tươi mới các cặp đôi sẽ trải qua khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn đi qua nhiều sóng gió thi tuổi thân và nửa kia lại càng thêm thấu hiểu và trân trọng tài chính vận trình ta lộc bất ổn việc chi tiêu phung phí có thể đẩy con giáp này vào cảnh túng thiếu vay mượn bất cứ lúc nào cẩn trọng thiếu linh hoạt trong việc giải quyết các rắc rối tuổi giáp dần dạy có quyết định sai sót đối với vấn đề tiền bạc. Tuổi bính dân không chịu lắng nghe góp ý của người khác. Tuổi mậu dân đầu óc mệt mỏi khó tập trung. Tuổi canh dân chán ngán với những người nói không chịu nghe. Tuổi nhâm dân bản mệnh nhận được sự ngưỡng mộ. Có số may mắn số 17, số 4, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi mùi. 4 tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng còn nhấp này đã để cho các cảm xúc tiêu cực chi phối đến tâm trạng làm việc của mình lời khuyên cho người tuổi mão là chấn chỉnh lại cảm xúc ấy rồi hẳn quay lại với công việc tình cảm vận trình tình cảm lục đục ngay tương hình tác động dự báo sẽ có nhiều hiểu lầm mâu thuẫn xuất hiện khiến cho tình cảm không còn trọn vẹn như ban đầu người trong cuộc lúc này cần cố gắng giữ bình tĩnh để không nói những lời làm tổn thương đối phương. Tài chính Vận trình tài lộc đang bị đe dọa, kiếp tài xuất hiện nên bản mệnh có xu hướng tiêu tiền nhiều hơn để giải tỏa nỗi buồn. Cẩn trọng Không khí gia đình trở nên căng thẳng và thậm chí là bùng nổ vì không ai chịu nhường ai. Tội ất mão, mặc kệ lời đàm tiếu của người khác. Tội đinh mão, không giữ được tình yêu sâu đậm vì cản trở bất ngờ. Tuổi Kỷ Mão không nên cho bạn mượn tiền. Tuổi Tân Mão không kiểm soát tốt có rủi ro trong tài chính. Tuổi Quý Mão thông cảm cho bạn bè lúc người ta khó khăn. Con số may mắn số 51, số 9, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tý. Năm tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông người tuổi thân nhất quyết không để lý trí và cảm xúc bất cân luôn giữ cho tâm trí bình tĩnh để xử lý mọi rắc rối ập tới bất ngờ thành công sẽ không xa nếu còn nhấp này kiên trì và nỗ lực nhiều hơn tình cảm vận trình tình cảm khởi sắc giúp người độc thân dễ dàng tìm được một nửa yêu thương sau nhiều nỗ lực sự rạn nứt trong tình cảm gia đình cũng sẽ được gắn kết trở lại nhờ có bạn bè giúp sức. Tài chính Vận trình tài lộc vô cùng tươi sáng, thiên tài hỗ trợ mở ra cho người tuổi này khá nhiều tin vui liên quan tới phương diện tiền bạc. Cẩn trọng Sức khỏe đang chịu áp lực từ tính chất công việc phức tạp. Tuổi giáp thân Có những chuyện không nhất thiết phải nói ra. Tuổi bính thân mất sức khỏe là mất tất cả. Tuổi Mậu Thìn phải thật tập trung mới nắm bắt hết mọi cơ hội. Tuổi Canh Thìn tình cảm có nhiều nỗi buồn vì thiếu sự tin tưởng. Tuổi Nhâm Thình không nên vì chỉ hòa di quỷ mà cho qua những người vô ý tứ. Con số may mắn số 4, số 5, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tuất. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra khá lý tưởng, đặc biệt là người làm kinh doanh sẽ có được doanh thu vượt trội trong ngày hôm nay. Nếu đang có ý định mở rộng quy mô làm ăn thì bản mệnh cũng nên bắt tay thực hiện trong giai đoạn này. Tình cảm Vận trình tình cảm rơi vào bể tắc, ảnh hưởng của ngũ hành tương xung là lý do cho những mâu thuẫn không những không được giải quyết triệt để mà càng trở nên rối rắm hơn. Không khí gia đình căng thẳng tạo nên cảm giác mệt mỏi cho đôi bên. Tài chính, vận trình tài lộc có điểm sáng, các khoản thu ngoài luôn cùng lúc đổ về tuổi con nhấp này còn không ngờ tới được. Cẩn trọng, cảm giác mệt mỏi kéo dài dễ tạo thành tâm bệnh. Tuổi ất tỵ sống sao cũng bị chè trách hại sống vì bản thân. Tội đinh tỵ người tử tế như bạn không cần giải thích nhiều. Tội kỷ tỵ không nên vội vui mừng khi đạt chút thành tích. Tội tân tỵ để tránh rủi ro thì cần thận trọng từng ly từng tí. Tội quý tỵ ăn ở tốt nên gặp họa sẽ hóa lành. Con số may mắn số 2, số 5, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi sửu 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát đan xen thành quả thu được có vẻ như chưa tương xứng cho lắm so với công sức mà con giáp này đã bỏ ra. Sức khỏe không tốt khiến người tuổi ngọ không thể phát huy tối đa trí lực và bản lĩnh của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm ảm đạm khiến người tuổi ngọ có xu hướng cất giữ tâm sự trong lòng, Xong sau đó bản mệnh tỏ ý trách móc vì đối phương vô tâm Tài chính Vận trình tài lộc có chút biến động Do đó bản mệnh cần phải đảm bảo trong việc chi tiêu tốt hơn Nếu không muốn rơi vào cạnh trạng tính túng thiếu Cẩn trọng Năng lượng cạn kiệt nên không có hứng để làm việc gì Tuổi giáp ngọ Bạn không mua cầu cao sang Chỉ cầu sức khỏe Tuổi bính ngọ có người chèn ép hạn chế sự phát triển tuổi mậu ngọ dịu dàng với bản thân một chút vì bạn vất vả rồi tuổi canh ngọ tình hình tài chính đang có nhiều vấn đề bất ổn tuổi nhâm ngọ nói dài dòng rối rắm là điều tối kỵ trong giao tiếp con số may mắn số 31, số 25, màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tuất 8. tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng, con giáp này luôn tự tin với năng lực và bản lĩnh của mình. Dường như không điều gì có thể làm khó được người tuổi mùi khi họ liên tục vượt qua giai đoạn khó khăn và đạt được nhiều thành tựu vượt ngoài sự mong đợi. Tình cảm Vận trình tình cảm trở nên gay gắt nên người tuổi này gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà cả hai liên tục bị đả kích làm tổn thương cho nhau. Tài chính, vận trình tài lộc vượng phát, nguồn thu nhập ổn định nhờ chính tài nâng đỡ giúp bản mệnh người tuổi mùi có thể đảm bảo cho mình cuộc sống thoải mái, dư dả, sung túc. Cẩn trọng, không nên phung phí trong lúc vui quả trấn. Tuổi ất mùi, hòa tiểu nhân đeo bám gây ra nhiều khó khăn. Tuổi đinh mùi, hạnh phúc là sáng có việc để đi làm, chiều có nơi để về. Tuổi kỷ mùi, kiếm tiền để đảm bảo cho gia đình mình đầm ấm. Tuổi tân mùi, ôm đồm nhiều việc về mình và không thể hoàn thành tốt tất cả. Tuổi quý mùi, trân trọng sức khỏe đi nhé, đừng xem thường. Con số may mắn số 1, số 14, màu sắc may mắn màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão. chính Tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan sen áp lực trong công việc nhanh chóng được xua đi nhờ vào nguồn động lực chính là chuyện tình cảm lứa đôi tuy nhiên bản mệnh cần thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình để tránh các rắc rối không đáng có cả. tình cảm Vận trình tình cảm chuyển mình rực rỡ, nhân duyên khởi sắc mang tới cho người độc thân mỗi nhân duyên tốt lành. Bạn mời sẽ sớm thoát khỏi cảnh cô đơn lẻ bóng và kéo theo tâm trạng tươi mới hơn. Tài chính, vận trình tài lộc bình ổn, cũng may nhờ có khả năng tiết kiệm hợp lý mà con nhấp này có thể đề phòng những tình huống trật vật túng thiếu. Cẩn trọng, cảm thấy tức tối, quan ức vì chuyện thị phi không đâu tìm tới, tuổi giáp thân nghỉ ngơi nhiều hơn cho đầu óc thoải mái tuổi bính thân không nên xem thường việc tập thể dục tuổi mậu thân nên cải thiện kỹ năng giao tiếp nhiều hơn tuổi canh thân có kẻ liên tục tìm cách gây khó dễ tuổi nhâm thân tạo sơ hở cho tiểu nhân tìm cách quấy phá con số may mắn số 34 số 17 màu sắc may mắn màu xanh quý nhân phù trợ tuổi mùi. 10. 10. tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc. Vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối suôn sẻ, cho thấy tín hiệu sẽ có những rắc rối bất ngờ tìm đến khiến bản mệnh hối tiếc về những thứ đã qua. May nhờ có chính quan nâng đỡ giúp người tuổi dậu hạn chế được ít nhiều rủi ro. Tình cảm, Vận trình tình cảm hòa thuận, trải qua nhiều sóng gió người tuổi dậu và nửa kia lại tìm thấy cảm giác bình yên thật sự khi ở cạnh nhau. Tình yêu lúc này trở nên là động lực chỗ dựa cho những người trong cuộc vượt qua nhiều thách thức trong cuộc sống. Tài chính, vận trình tài lộc bấp bênh, con giáp này có thể phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ thất thoát do rủi ro tiềm tàng. Cẩn trọng, đề phòng các mối quan hệ xung quanh không phải ai cũng thật sự đáng tin cậy. Tuổi ất dậu ở đời nhiều lúc hay hiểu lầm bởi chuyện thị phi. Tuổi đinh dậu nên thận trọng trong việc kết giao. Tuổi kỹ dậu đừng bao giờ nhìn vào giàu nghèo mà kết thân. Tuổi tân dậu tai họa cũng bắt đầu từ những rủi ro nhỏ. Tuổi quý dậu con người hơn nhau ở cách ăn nói con số may mắn số 26, số 37, màu sắc may mắn màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra hành thông thuận lợi. Đây là cơ hội hiếm có để người tuổi tuất nhanh tài thúc đẩy chuyện làm ăn. Công việc bận rộn khiến bản mệnh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, ngược lại thì thành quả thu được vô cùng mỹ mãn. Tình cảm Vận trình tình cảm ảm đạm, dễ có mâu thuẫn bất hòa xảy ra với nửa kia. Dường như giữa các cặp đôi vẫn còn thiếu đi sự chia sẻ, cảm thông và trò chuyện. Tài chính Vận trình tài lộc vượng phát, các tình soi đường dẫn lỗi giúp người tuổi này nhìn ra nhiều cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Cẩn trọng, cảm xúc thay đổi thất thường, yêu ghét không gõ ghen. Tuổi giáp tuất đặt lưng ngủ một giấc thật ngon. Tuổi bính tuất đôi lúc phải học cách mặc kệ người khác. Tuổi mậu tuất nhìn nhận chủ quan khi có chút thành tích trong tay. Tuổi canh tuất người ta nói một mình phải suy ra 10 Tuổi nhằm tuất, tình cảm chưa thật sự êm ấm. Con số may mắn số 21, số 19, màu sắc may mắn màu xanh lá, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra có chút vất vả, dự báo đường sự nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức đặt ra bất ngờ. Những lúc này, bản mệnh cần phải cố gắng giữ vững thái độ tự tin và phong độ để không bị chèn ép bởi điều gì. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng rực rỡ, nhờ có đào hoa phượng nâng đỡ nên người độc thân chỉ cần mở lòng mình hơn thì sẽ nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương. Thêm nữa, việc hạ thấp tiêu chuẩn chọn lựa bạn đời giúp cho công việc không còn khó khăn nữa tài chính. Vận trên ta lộc gặp nhiều trở ngại, chủ yếu là do thói quen chi tiêu phung phí gây ra. Cẩn trọng, không nên chuyện gì cũng dựa dẫm vào sự may mắn hay sự hỗ trợ của người khác. tuổi ất hại, bạn hay tự mình làm khó mình. tuổi đinh hại, bớt nhạy cảm, bớt suy nghĩ linh tinh. tuổi kỷ hại, người ta thích nghĩ gì cứ để cho người ta nghĩ. tuổi tân hại, chưa phát hiện hết năng lực của mình. Tội quý hợi, bớt lãng phí thời gian cho bạn bè xã giao. Con số may mắn số 42, số 7, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi mùi.